Công dụng của hoa mười giờ không phải ai cũng biết. Hoa mười giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lửa. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà, lại có luôn vị thuốc hay. Hoa mười giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10 đến 15 cm, cây và lá mọng nước. Hoa mười giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Loài hoa này thường ra vào mùa hè, thu, màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa mười giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa mười giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rắc họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa mười giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa mười giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa mười giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ, cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày, sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó, hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa dở ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác, thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lửa, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lửa hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lửa lép và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lửa, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân lá hoa 10 giờ, 100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2-3 lần, lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương. Kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân lá hoa 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho hai loại lá cùng muối đem giã nhỏ, lấy bã đắp vào vết ghẻ lửa. Mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần, kiên trì liên tục trong vòng 3-5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay. Không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa ghẻ lửa, ghẻ ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản. Mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh. Thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và sai đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị: lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường.
Dùng hỗn hợp này trong 3 đến 5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức: lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2 đến 3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8 đến 10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính on nên giúp mát gan. Bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày. Nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian. Trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, xả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe. Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Chứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô, bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau. Lá sen khô 30g, ngó sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm, thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. 4.
chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắt thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngó sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trong nhà mà có loại cây này, cả năm tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề là loại cây thuốc được các nhà khoa học tin dùng trong chữa trị nhiều loại bệnh. Có loại cây này trong nhà, bạn sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề, hay còn gọi là mã đề thảo, sa tiền, mã đề á, được các danh y cổ truyền và các bác sĩ hiện đại nghiên cứu và chứng minh có nhiều tác dụng không phải ai cũng biết. Từ lâu, cha ông ta đã biết sử dụng mã đề để thanh lọc, giải độc gan, chữa hoa mắt, chóng mặt, bí tiểu và tiểu tiện ra máu. Theo đông y, mã đề có tính hàn, vị ngọt, không độc, giúp lợi tiểu, tiêu viêm, thấm bàng quang, thấp khí, thanh phế nhiệt, long đờm. Theo tây y, nước mã đề có tác dụng giảm mỡ máu, hạ huyết áp, chữa béo phì, tăng huyết áp, thải độc cơ thể. Tất cả các bộ phận của mã đề đều được tận dụng để sử dụng làm thuốc. Hạt mã đề dùng trong một số bài thuốc chữa sỏi đường tiết niệu. Thuốc viên bào chế từ cao mã đề và tê pin giúp điều trị các bệnh viêm cấp tính đường hô hấp trên, chữa ho, cường tụ niêm mạc hô hấp, phục hồi tiếng nói ở bệnh nhân viêm thanh quản cấp. Cao nước mã đề giúp 92% những bệnh nhân viêm amidan cấp khỏi bệnh, được coi là thuốc khoáng vững tự nhiên, không thua kém gì tỏi. Mã đề được ứng dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, mã đề còn có tác dụng chữa mụn nhọt, bỏng và viêm tấy. Chỉ cần giã nát lá mã đề đắp lên vết bỏng thì 2-45% những ca bỏng diện tích lớn đều có kết quả tốt. Trong nghiên cứu của mình về tác dụng chữa bệnh của cây thuốc, tiến sĩ Antonin, người Nga, đã áp dụng liệu trình cai thuốc lá dứt hẳn trong một tuần với mã đề. Các nghiên cứu cũng cho thấy chất polycystic trong hạt mã đề có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón mãn tính. Cùng với kết quả về khả năng giúp đứt cơ nghiện thuốc lá, ông còn cho biết người dùng kèm nước mã đề sẽ không bị nhiệt miệng, khó ngủ và mệt mỏi. Dưới đây là một số bài thuốc giúp chữa bệnh nhờ mã đề. 1. Giúp cai nghiện thuốc lá. Nguyên liệu: mã đề tươi, cây mã đề sao khô, cắt khúc dài 3-5cm, nước lọc 500ml. Cách làm: lấy mã đề tươi, sao khô để ráo, đặt vào bình thủy tinh rồi thêm 500ml nước sôi. Sau đó đậy nắp và giữ nguyên 30 phút đến 1 giờ và thưởng thức như trà dùng mỗi ngày. 2. Chữa hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Nguyên liệu: trạch tả 12g, sinh địa 15g, long đờm thảo, sơn chi tử, hoàng cầm, xài hồ, mẫu đơn bì, tri mẫu, cúc hoa mỗi vị 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi sắc như thuốc,
uống mỗi ngày 1 thang. 3. Chữa bí tiểu. Bỏ rễ của cây mã đề, rửa thật sạch, giã nát, vắt lấy nước khoảng 1 chén. Hòa nước mã đề với mật ong, uống 1 liều là khỏi bệnh. 4. Chữa ho do viêm họng. Nguyên liệu: lá trạch tả, lá húng chanh mỗi vị 30g, gừng tươi 5g, mã đề 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi, sắc cùng 300ml đến khi cô đặt lại còn 50ml, uống liên tục 5 ngày khi còn ấm. 5. Giúp mát gan. Nguyên liệu: mã đề tươi 10g, trạch tả, bạch phục linh, mẫu đơn bì, sơn thù du mỗi vị 10g, thuộc địa, hòa sơn mỗi vị 12g. Cách làm: tất cả xào vàng, tán bột rồi nặn thành viên nhỏ bằng hạt đỗ xanh, uống liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày 8-10 viên. 6. Chữa đi tiểu ra máu. Nguyên liệu: mã đề tươi 100g, nhỏ nồi 100g. Cách làm: rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cốt uống lúc đói. Lưu ý khi sử dụng lá mã đề: phụ nữ có thai, người già thận kém, hai đứa đêm cần cẩn trọng khi dùng lá mã đề. Khi sử dụng các bài thuốc trang, cần kiêng kỵ những chất kích thích gây nóng ruột như rượu, cà phê, gia vị, v.v.